Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn áp chế tiếng nói đối lập. Hội nhập và hợp tác quốc tế là mục tiêu của chính phủ Việt Nam những năm qua. Hội nhập quốc tế là quá trình các nhà nước có đủ tư cách quốc gia, vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, tiến hành các mối quan hệ với các quốc gia, tổ chức quốc tế khác để hướng đến sự chia sẻ nhằm mục tiêu chung đạt được lợi ích cho nước mình và các nước, tổ chức quốc tế khác về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, trên cơ sở tuân thủ các khuôn khổ chế định chung. Trên thực tế, Việt Nam cũng đang cố gắng hội nhập với thế giới về nhiều mặt như kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Chính phủ tại Hà Nội cũng đang tham gia ký kết rất nhiều công ước quốc tế, gia nhập các tổ chức quốc tế, các hiệp định mậu dịch chung. Riêng về mặt nhân quyền và tự do báo chí, Việt Nam dường như không muốn hội nhập mà chỉ hành xử theo cách riêng của mình. Đây là hình ảnh vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, ba nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị tuyên tổng cộng 37 năm tù. Theo bảng xếp hạng do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Việt Nam xếp thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia trên thế giới về chỉ số tự do báo chí vào năm 2020. Tổ chức này cũng đánh giá Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có số tù nhân là nhà báo và blogger cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn theo bảng xếp hạng của Freedom House vào ngày tháng 3 năm 2020, thì Việt Nam vẫn bị xếp hạng nước không có tự do với số điểm chỉ 20 trên thang điểm 100. Tổ chức Freedom Homes là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, khảo sát và nghiên cứu về tình hình tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản của công dân các quốc gia trên thế giới. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức nhận định rằng nhân quyền Việt Nam chỉ có thể được cải thiện khi điều 4 của Hiến pháp bị xóa bỏ. Ông nói, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà thể hiện quyền con người, việc đầu tiên là họ phải sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ điều 4. Bởi đây là điều căn bản nhất để họ dựa vào mà xâm phạm, cũng như tước đoạt quyền con người và chính trị của người dân Việt Nam. Còn việc họ ký các công ước quốc tế về quyền con người hay tham gia các cuộc đối thoại về nhân quyền với Mỹ, châu Âu, Úc hay vào một nước nào nữa, thì chỉ tìm cách để che đậy hay làm giảm sự lên án của quốc tế đối với các vi phạm nhân quyền của họ mà thôi. Về mặt bản chất, họ không bao giờ thay đổi cả. Suốt từ năm 2006 cho đến nay, qua rất nhiều các cuộc đối thoại nhân quyền, Việt Nam luôn hứa rất nhiều với quốc tế sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng số lượng tù nhân quyền bị bắt, bị tù đầy vẫn gia tăng rất nhiều. Đây là hình ảnh một số tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ trong năm 2020. Luật sư Đài đã nói thêm rằng quốc tế không có cơ chế trừng phạt các quốc gia thành viên đã tham gia ký kết các công ước quốc tế về nhân quyền, dân sự, chính trị hay các quyền kinh tế, xã hội mà lại vi phạm. Việt Nam luôn đưa ra những cam kết cải thiện nhân quyền nhưng lại không thực hiện và không bị chế tài gì cả. Chính vì vậy Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền từ năm này qua năm khác. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 hồi tháng 1 năm 2016 đã nêu rõ chủ trương và đường lối về hội nhập quốc tế như sau. Đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa diện hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Còn văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 13 tháng 1 năm 2021 thì có bổ sung thêm nội dung xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy phục vụ của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, tiếp tục chủ động và phân tích và tích cực hội nhập quốc tế và tiếp tục đổi mới hợp tác quốc tế về pháp luật theo hướng chủ động, tích cực, tận dụng hiệu quả quy tắc, luật lệ quốc tế tham gia các hoạt động của cộng đồng, khu vực và quốc tế, tăng cường đối ngoại nhân dân. Từ Berlin, phóng viên của tờ Thời báo .d nêu quan điểm như sau. Theo tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dần thích nghi với cuộc sống thực tế và sự hội nhập của quốc tế. Đây là hình ảnh Việt Nam xếp thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia trên toàn thế giới về chỉ số tự do báo chí vào năm 2020, theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Thời báo .d nói tiếp như sau. Đó là vì họ cần về kinh tế, cần đô la để nuôi bộ máy cồng kềnh của Đảng cũng như của nhà nước song trùng. Nhưng họ chỉ muốn mở về kinh tế mà không muốn mở về nhân quyền và dân quyền, dân chủ. Những điều có ghi trong hiến pháp của Việt Nam nhưng họ không thực hiện. Càng ngày cường độ đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những tiếng nói phản biện xây dựng
hay giới bất đồng chính kiến trong nước càng dữ dội hơn. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ tổng cộng 60 người hoạt động về quyền con người và quyền đất đai. Đồng thời, Việt Nam kết án 22 nhà hoạt động với mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù. Đầu năm 2021, 3 nhà báo độc lập của Việt Nam bị tuyên tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm tàng trữ phát tán thông tin và vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3 nhà báo bao gồm tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội bị tuyên án 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch và Lê Huy Minh Tuấn, biên tập viên của Việt Nam Thời báo cùng mức án 11 năm tù giam. Trước đó, Tổ chức Bảo vệ Ký giả Quốc tế lên tiếng rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình của họ, cũng như tham gia vào việc kiểm duyệt Internet và mạng xã hội. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân đánh giá tình hình tại Việt Nam như sau. Trong mấy năm qua, số người bị bắt ngày càng nhiều, mức án ngày càng nặng, mạng xã hội bị kiểm duyệt khắt khe hơn, tình trạng nhân quyền đi xuống rõ rệt trong năm vừa qua. Trong quá trình hội nhập thế giới thì Việt Nam cam kết nhiều nhưng tôn trọng thì ít. Đây là hình ảnh người Việt tại hải ngoại biểu tình với dòng chữ không có nhân quyền, không có nghiệp đoàn độc lập thì không có EVFTA bên ngoài tòa nhà Quốc hội châu Âu. Chính vì vậy, Quốc hội châu Âu mới đây đã ra nghị quyết phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam và kêu gọi đình chỉ hiệp ước thương mại tự do EVFTA đến khi nào nhà nước Việt Nam tôn trọng những cam kết. Đến thời điểm 2021 rồi mà Việt Nam vẫn giữ điều 4 của Hiến pháp, vẫn đàn áp chính trị là một chính sách hết sức lạc hậu, vi phạm công ước quốc tế và cản trở sự phát triển của đất nước. Theo ông Hoàng Tứ Duy, muốn thay đổi tình trạng nhân quyền Việt Nam thì cần phải giải quyết tận gốc. Điều này cần thời gian, nhưng những bước ngắn hạn có thể làm vào lúc này là vận động để các nước dân chủ áp dụng đạo luật Magnitsky nhằm chế tài các quan chức nhà nước vi phạm nhân quyền. Đạo luật này được ban hành vào năm 2016, áp dụng trên quy mô toàn cầu, ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người mà họ coi là có vi phạm về nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm họ vào Hoa Kỳ. Với luật sư Nguyễn Văn Đài thì việc xóa bỏ điều 4 hiến pháp là điều kiện tiên quyết để người dân Việt Nam có nhân quyền. Điều này không bao giờ đến từ chính Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi họ nhiều lần tuyên bố còn đảng còn mình. Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, cho nên muốn xóa điều 4 hiến pháp thì phải xuất phát từ chính người dân Việt Nam, đấu tranh và buộc nhà cầm quyền phải thay đổi. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã dừng tuyệt thực, đây là thông tin được đưa ra. Đây là hình ảnh ông Trần Huỳnh Duy Thức trong một lần phát biểu trước giới truyền thông khi còn là giám đốc công ty viễn thông quốc tế của mình. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa dừng tuyệt thực hôm 3 tháng 2 cho biết ông đã đạt được mục đích của mình sau hơn 70 ngày đấu tranh yêu cầu chính quyền phản hồi đơn khiếu nại của ông, theo tin từ gia đình. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết vào chiều ngày 4 tháng 2 như sau. Ngày hôm qua, anh được gọi về và báo rằng bắt đầu từ hôm qua, tức là 3 tháng 2, anh ngưng tuyệt thực sau hơn 70 ngày tuyệt thực. Anh nói rằng anh đã đạt được mục đích cuộc tuyệt thực. Anh cho biết khoảng thời gian sau này anh chỉ dùng một ít sữa mỗi ngày, nên hiện nay sức khỏe của anh cũng tạm ổn. Huyết áp và đường huyết đã trở lại bình thường, số cân cũng không giảm nữa, nghe như vậy gia đình cũng yên tâm. Như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đưa tin, ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để phản đối việc Tòa án Nhân dân tối cao không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông. Phía gia đình ông Thức cho biết rằng nếu chiếu theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam sửa đổi vào năm 2015 có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong đó có một khoản bổ sung của điều luật về việc chuẩn bị phạm tội với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hình phạt phạm tội, thì trường hợp ông Thức đáng ra phải được trả lại tự do, nhưng nhà cầm quyền cố tình không áp dụng các biện pháp đó và tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ, để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009. Ông Tân cũng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng, cho đến nay chưa có cơ quan nào của Việt Nam phản hồi đơn thư của ông Thức. Ông cho biết thêm rằng ông Thức lẽ ra nên được áp dụng điều khoản chuẩn bị phạm tội với án tù thấp hơn. Đây là mục đích đấu tranh của anh Thức để anh ấy được trả tự do cũng như những người khác được tự do. Anh ấy yêu cầu chính quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật, ông Tân cho biết.
Hôm 27 tháng 1, một nhóm các dân biểu Liên bang Đức và Liên bang châu Âu đã gửi đến chính phủ Việt Nam thông qua đại sứ Việt Nam tại Đức bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Thức và kêu gọi trả lại tự do cho ông ngay lập tức. Từ khi bị chuyển đến trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào năm 2016 cho đến nay, ông Thức đã tuyệt thực một vài lần để kêu gọi thượng tôn pháp luật và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về thể chế chính trị. Và với những diễn biến vừa qua, chúng ta thấy rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam nói một đường làm một nẻo, và con đường mà Đảng dẫn người dân Việt Nam đi tới rất tăm tối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 2 năm 2021 với bản tin Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn áp chế tiếng nói đối lập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.